Cô tên Nguyễn Thị Bích Hằng. À, cô Bích Hồng. Và hiện tại cô ở đâu cô? Hiện tại cô ở nhà số 6 đường Tô Vĩnh Diện, phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. À, Quy Nhơn. Dạ. Rồi, thưa cô Hồng năm nay bao nhiêu tuổi? Cô năm nay là 72 tuổi. À, 72 tuổi. Dạ. Dạ, thưa cô, hồi đó thì trong cái tình huống mà cô thất lạc con ra làm sao, cô kể con nghe. Hồi đó là cô mới đẻ cháu ra được khoảng 4-5 ngày vậy đó. Cô đẻ với bệnh viện thành phố Quy Nhơn á. Rồi cô mới bận rộn đi làm. Cô mới lên, cô mới gói cháu ở cô cái nhi viện Thánh Phaolô. Là nhà thờ lớn Quy Nhơn, nhà thờ nhỏ Quy Nhơn á. Số nhà 122. Phường Hai Cáng. Thành phố Quy Nhơn, phường Hai Cáng, tỉnh Bình Định. Sau một thời gian cô đi làm chẳng khoảng cô đi làm để làm xa một thời gian cái cô đến mới cô mới hỏi cha cô hỏi má bà sơ ấy, là cho cô gặp cháu má bà sơ nói là cháu chuyển đi rồi mà trong thời gian đó là năm 1975 là cái thời gian chiến tranh loạn lạc á rồi nói chớ đi rồi thì hỏi chớ đi đâu má cô nói là không biết chớ đi nước nào mà chớ đi hai chuyến tàu bay mà chớ đi nước nào một là đi Mỹ hai đi đâu đó cô nói giờ lâu quá cô không quên rồi thì cô cũng không rõ giải cái cô mới nhờ là cho cô xin cái hồ sơ để chuyển cháu đi đâu mà bây giờ cô mới tiếp quản ở đây này cô không có biết thì hồ sơ để ở đâu rồi chắc chuyển hồ sơ đi hết rồi á chắc chuyển hồ sơ của cháu đi hết rồi á là cái bài sơ á bạn mới trả lời cô như vậy cô mới đi một lần nữa gặp bà cô khác bạn ấy bây giờ hồ sơ nhiều quá để ở đâu cô cũng không biết cô máu giải phóng là tại người khác rồi tới tới tiếp quán nhà thờ cô cũng sơ mới về tiếp quán sơ cũng không biết đi hai lần nhá rồi thôi cũng không biết mà cũng không có một đứa trí nào còn ở lại cái cô cái gì viện Thánh Phaolô đó đưa hết có đứa nào à đông lắm đưa đi hết trong đó có con cô đó, cái năm 75 Dạ, thưa cô, vậy là cô gửi năm 72 và ảnh ảnh sinh năm 72 hả cô? không cái đứa bé đó là sinh năm 74 À, 74, tháng vậy là 9 năm 74 tháng 9 năm 74 cô năm giờ cô không nhớ cái ngày nhưng mà tháng 9 năm 74 tháng 9 74 thì 75, vậy là mới được 1 tuổi cô ha. má được một túi à với cô có ghi cái tên của cháu cô khi gỡ thì cô có ghi cái tên của cháu là tên Võ Hồng Nhung À, con gái hả cô? con gái Võ Hồng Võ Nhung. Hồng Nhung mà cô có để cái tên của cô và cái giấy chứng minh nhân dân của cô ghi trong hồ sơ đó có cái số chứng minh nhân dân với số tên của cô trong cái hồ sơ mà gái bé đó có hồ sơ Rồi có ghi tên là cô Bích Hồng không? Có ghi tên mẹ Bích Hồng không? có tên mẹ Nguyễn Thị Bích Hồng số chứng minh nhân dân như đó như kia mà bây giờ cô lấy chứng minh nhân dân cô mới đẹp được chứ cô không nhớ hết số Hồi chừng cô cháu chụp có cô yêu gửi cầu hồi cô chụp cô gửi qua cho con cô nha. à, cô chụp cô gái chứng minh nhân dân qua cho cháu cô chụp chứng minh nhân cô gái qua Con cũng hy vọng, nếu vậy thì con cũng hy vọng, bởi vì cô có để lại tên của người mẹ đó, thì hy vọng là những người con mà trong thời điểm này nè thì cũng nhiều cô chú anh chị thất lạc cha mẹ đang theo dõi cái kênh của con, thì hy vọng là nếu mà có cơ may đó thì là con của cô cũng có theo dõi cái chương trình này, thì hy vọng là sẽ biết được cái tung tích của mình. Thưa cô, trong giấy thì cô có để tên mẹ thôi chứ cô có để tên ba không? không có để tên ba cô để tên mẹ không à cô để tên mẹ số chứng minh nhân dân với năm sinh cái năm tháng ngày sinh của mẹ là sinh 1950 cô là sinh 1950 tên đó sinh 1950 quê ở đó kia cô có để Nguyễn Thị Bích Hồng có Nguyễn Thị Bích Hồng ha. Một để chứng số minh chứng minh nhân dân nữa rồi để hồi là cô chụp cái giấy chứng minh nhân dân đó để cô gửi cho con thì rồi để để hồi nào cô gói bây giờ cô không biết chụp mà không biết gói để con cô nó về đây cô biểu nó gói cho cô không biết cô không biết kiếm cô già không biết cô không rành điện thoại Nói chung là mình cung cấp đầy đủ thông tin hơn thì cũng tốt, để cho bên kia là nắm được cái thông tin cụ thể, chứ còn nếu thực sự mà chị Nhung á mà có được 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 coi cái tờ giấy đó thì nghe nói tên mẹ tên Hồng là đã biết rồi, và mình xuất thân từ cái nhà thánh Phaolô đó
ở Quy Nhơn đó là chị cũng đã nắm được một phần nữa rồi, và trùng tên là Võ Hồng Nhung thì là chị cũng đã hiểu được đó là mình. Nhưng mà hy vọng là trong những cái chi tiết đó thì biết đâu được là họ thay tên hoặc là kia đó, thì chẳng hạn như vậy. Chắc nhà thờ họ cũng để tên nguyên vậy cho cô nói chuyện đây. Bây giờ cô cũng lớn tuổi rồi mà cô cũng chưa lẩn nếm, mà cô không biết cái hồi đó là cô để họ của cô hay là họ của cha. Họ của cha nó là họ Võ, mà hay là có khi cô để tên mẹ thì tên Nguyễn Hồng Nhung, hai cái tên đó, một là Nguyễn Hồng Nhung, hai là Võ Hồng Nhung, không có tên nào khác nữa đó. Có thể là Võ Hồng Nhung mà có thể là Nguyễn Hồng Nhung, từ vì cô giờ cô không nhớ, lâu quá rồi cô không nhớ. Thưa cô, vậy rồi khi sinh chị Nhung ra đó là đứa con thứ mấy của cô? Đứa con thứ hai Tức là cô có một người người đầu rồi cô ha. có một người đầu rồi, nguyên nhà này cô cũng nói thật nhà này vậy à, cô có một người con lớn rồi, ông chồng cô ông đi lính, ông chết vậy cái cô mới quen với ông này. Quen ông này là gia đình không có chịu, gia đình bên chồng á không có chịu, họ đó cô ở vậy mà cô gia đình bên chồng không chịu, gia đình bên cô cũng không có chấp nhận, cô mới sinh nó ra, cô không dám bồng về nhà, cô mới đi một thời gian tha phương lập nghiệp đi, khi đẻ thì cô về xứ cô đẻ, nhưng mà cô không có dám bồng chéo về nhà, cô mới vô đó cô gỡ, cô gỡ cô có đi thăm lôn đàng hoàng mà hậu đó gỡ thì có trả tiền, gỡ đó thì mình cũng đóng góp, nhiều người gỡ lắm đóng góp trả tiền, nhưng mà khi á, mà cô còn mà chẳng khoảng một tuần nữa làm chiếm tới Quy Nhơn á là cô mới đến, cô mới hỏi họ nói chuyến đi đưa đi máy bay rồi, họ nói vậy à, nói chớ được máy bay đi rồi, đi hai chuyến bay họ nói với cô, mà cô không biết là họ đó cô cũng không biết, không hỏi là chớ đi nước nào, mà cái người tiếp quản đó họ cũng không nhớ, không biết là đi nước nào hay sao á, mà cô cũng sơ ý cô cũng không hỏi đi nước nào, mà trong đó là cô nghĩ là có thể Nguyễn Hồng Nhung hoặc có thể Võ Hồng Nhung thôi, tại vì ba nó là họ Võ mà cô là họ Nguyễn, thì không biết cô để tên ba tên cái họ ba họ mẹ thì cô không nhớ, con đăng trên giùm cô hai cái tên đó xem giùm cô, xem tìm giùm cho con, cô rất là tha thiết, bao nhiêu năm mà cứ buồn cứ suy nghĩ mình cuối đời rồi gặp mặt con cho biết con rồi, rồi để mình chết rồi con đang biết mình, chứ còn nói chung là mình cũng không có yêu cầu gì lớn hơn nữa, cũng không nhờ không mong mình để gặp nó rồi nhờ nó, không có ý nghĩ vậy, ý nghĩ là để gặp con thôi. Gia đình cô thì không giàu có nhưng đủ ăn đủ mặc, nói chung là cuộc sống bình thường, không có thiếu thốn, không có phải thế này thì kia, không phải đi vay đi mượn, nói chung là cô nói thật với con như vậy. Thành thử là cuộc sống gia đình nó cũng ổn định rồi, giờ cô già cô về hưu rồi cô cũng có lương hưu, cô cũng có một tháng hơn 4 triệu, chứ còn kinh tế gia đình con cô thì nó bình thường, cô chỉ sống đồng lương hưu. Con rất là hoan nghênh cô khi mà cô đã lên tiếng để tìm con của mình. Thì như cô biết đó là có những người con là cả cuộc đời chỉ biết đi tìm về nguồn cội của mình. Tuy nhiên người mẹ thì có phần chủ động hơn, bởi vì người mẹ cũng đã chủ động gửi con, hoặc là có những cái lý do nào đó mà khiến là người mẹ phải là e dè hoặc này kia. Nhưng còn đối với người con thì bao giờ người ta cũng muốn kiếm mẹ của mình, kiếm gia đình của mình. Nên là hôm nay đó thì cô lên để bày tỏ cái điều này là con rất là hoan nghênh về điều đó. Nếu ví dụ như mà chị mà thấy được cô tìm chị vậy chắc là chị sung sướng lắm. Cô mong được gặp con. Con cũng hiểu được cái cảm giác đó, con hiểu được cảm giác của những người con đó, họ không không có biết cha mẹ là ai, mong lắm, không biết ruột thịt của mình đó. Giờ cô cũng cuối đời còn già rồi cũng muốn biết mặt con gặp con để mà mình cái chết mình cũng an lòng. Nguyện vọng của cô luôn luôn ý nó muốn gặp con. Không biết cách nào ở đây cô tới chương trình cô cũng nhắn tin vô vậy, mà cô cũng biết nhắn mấy người nó bày, cô nhắn với cô già là cô cũng rành họ bày đi, cô nhắn như này này kia. Con xin lỗi là hôm giờ thấy cô cũng gọi cho con rồi nhắn nhiều lần đó, nhưng mà con giải quyết chưa có tới, con nhiều quá không giải Giáo quyết không. dục việc cho bằng lúc nào cô cũng biết bằng, cho nên Cháu cháu rất là cô cảm cũng ơn. nhắn làm cô nhắn hoài mà cô cũng gọi cho hoài mà cứ mấy bằng luôn à, thành thử là Thưa cô, ngoài cái việc mà họ tên của chị Nhung ra thì nếu mà gọi là để mình nhận dạng trên cơ thể thì có cái điều gì đó gọi là nó khác thường, hay là có cái điều gì để mà có đặc điểm gì không cô?
Cháu thì nó không có đặc điểm gì đó, nó thì cô mới đi ra nước da nó trắng lắm, nó chỉ có nước da trắng vậy thôi chứ mới có mấy ngày 4 5 ngày cũng nó cũng không có cái đặc điểm gì trên mặt, mà không có cái dấu vết gì ở trên mặt đó, cho nên nước da nó trắng và nó đẹp gái lắm. Dạ. Cái bao giờ cô cũng không biết nữa, Vậy là tự công dưỡng việc của cảm gia đình á, nó công việc chứ đâu phải là con lai đúng không cô? Công việc chứ không có. công việc mà hoàn cảnh gia đình thì hầu ba cháu, cái đứa đầu chồng chợ cô, đứa đầu chết thì mãn tang rồi, ông chết năm 72 mà cuối năm 75 mới đẻ con bé đó, mà gia đình không có chịu, gia đình cuối năm 74 gia đình không có chịu, cho nên nó là cô phải đành đi gỡ giải rồi mình đi thăm đi đâu nó rồi cũng nghỉ gỡ, rồi thời gian sắp xếp ổn định rồi cũng nhận nó về chứ không phải gỡ luôn vậy đó, thành nó không có đặc điểm gì lạ đó. Thì cụ thể là cô đến đó tìm mà nghe nói là cháu đi chỗ khác thì chứng tỏ rằng là cô cũng 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 muốn chị về chứ không phải là bỏ luôn. Nếu bỏ Không, luôn mi biết đi chuyến đi cha đâu phải bỏ, từ hoàn cảnh bắt buộc mình phải gỡ dạ, cha không phải là mình không nuôi mà không thương mà đi gỡ, cái hoàn cảnh nó bắt buộc, từ cô có chồng được chồng chết, chồng cô hồi đó là ổng là trung úy, ông chết ông ra trận ông chết năm 72 ở ở Hoài Nhơn á, ở ở ở Hoài Nhơn, xong đó là ông chết tại địa điểm Hội An á, ở huyện Hoài Nhơn mà của Hội An á, rồi với cô mới ở với bà nội một thời gian rồi cô mới về, mới vừa trở hầu là ô cô ở Hồng Sơn, cô chồng của Hồng Sơn cô về Hoài Nhơn, cô đi làm ở hội bảo vệ gia đình tử sĩ á, rồi cô mới quen với ông đó, rồi gia đình không có chịu, nói là không thích, muốn cô ở vợ chứ không muốn cô ở chồng, rồi sau cái cô mới lỡ có bầu với ông đó, có bầu đó cô giấu tới 5 6 tháng mà gia đình chưa có biết, sau gia đình biết rồi là chưa biết, rồi cô mới trốn qua đây, cô đi chỗ khác, rồi chừng cô định cô về đó cô đé, rồi cô mới cùng cùng có cái sự sắp đặt rào hầu cô làm hội bảo vệ gia đình tử sĩ là trước nhà thờ nhọn đó, ông chồng cô chết thì họ cho cô làm cái hội tờ ký hội bảo vệ gia đình tử sĩ ở trước nhà thờ đó, rồi chừng bụng cô to cô không đi làm được, không mặc áo dài được nữa, thì mấy cô mới đi chỗ khác, nhưng chừng cô đé cô về đó cô đé đến mục đích đó, cô gỡ đó rồi cô mới tìm việc cô làm ở Quy Nhơn, rồi để gần gũi rồi sau thì thuyết phục gia đình, sau sau thì mọi chuyện nó lỡ rầu thì để rồi mình tính sau, rồi không ngờ rằng ở nhà thờ họ chuyển cháu đi cái năm mà chiến tranh loạn lạc đó, thì gần chiếm Quy Nhơn á, họ mới trước đó 15 ngày họ mới chuyển đi, thì cô đến cô hỏi mấy bà sơ bà nói chuyển đi cách đây 15 ngày rào, đây 15 ngày nửa tháng rào, thành thử là cô đến đó 2 lần để hỏi mà không ai biết hết, cứ nói là cô sơ mới về tiếp quản sơ không có biết, rồi nói thôi sơ lục dùm hồ sơ thử cháu chuyển đi đâu, bà nói là đi khi chuyển cháu đi là chuyển hồ sơ đi hết không có để lại, cho nên không có hồ sơ nào đó, còn chuyển đi cái nơi nào á nước nào thì cô không có biết, cái sơ không có biết, mà cô sơ chỉ biết là chuyển đi 2 chuyến máy bay, sơ không biết chuyển đi nước nào. Rồi cái thông tin cơ bản thì con nắm được rồi cô ha, rồi con sẽ đăng tin với cô, rồi mong là có ai biết được cái việc này, bạn bè hoặc là những người cùng nhà thờ này kia thì có ai biết được rồi họ báo cho cô, rồi hy vọng là tìm được lại con của cô ha. Cô cũng hy vọng vậy, vậy cố gắng giúp cô như vậy. Cô Cô cảm ơn cháu trước nha, cô rất là mong được gặp Quân, rồi cô cũng rất là hy vọng, hy vọng mình cháu thì giúp cô được, Thì cũng nếu mà giúp mà được cho cô thì ngoài cái chuyện 50 triệu mà để cô bồi dưỡng cho mấy cái người nè phát hiện ra, rồi cô còn bồi dưỡng cô, rồi cô bồi dưỡng con riêng. thưa cô, không vấn đề gì đâu. Nói chung là hậu tạ cho cái người báo tin là một cái điều hết sức cần thiết để họ tích cực họ xác minh cho mình đó cô. Ví dụ như là nghe đâu đó thấp thoáng câu chuyện của cô ở đâu đó thì nếu mà ai biết á thì nếu có cái tiền thưởng đó thì là họ cũng tích cực để mà điều tra cho mình đó. Cho nên là Còn người ngoài cái tiền thưởng cho mấy người đó thì cô cũng biết ta biết ơn cháu chứ không phải là không, cô không nói sao đâu cô. Cảm ơn cô đã nghĩ đến con. em làm cô có sao cô nói vậy, mà cô nói thì cô sẽ làm, cô nói là phải làm chứ không phải mình nói suông, lớn tuổi rồi nói cái gì chắc nói à. Rồi thưa cô, là theo như thông tin con nhận được là cô là tên là Nguyễn Thị Bích Hồng, sinh 1950 cô ha. À, đúng rồi. Rồi ở Quy Nhơn.
À, thì cái lúc mà cô gửi chị á, À, cô sanh á, trong mấy giấy tờ của cô á, là cô không phải cô sanh ở Quy Nhơn, dạ, cô sanh tại Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định, là ừ, cô Bình Định, sanh tại xã Cát dạ, Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Rồi giờ cô mới vô trong này, cô khi mà đẻ con bé là cô đã ở Quy Nhơn rồi, dạ, cô đã vô Quy Nhơn rồi, lập nghiệp ở trong này rồi, chứ mà dạ, cái trong giấy tờ cô là không phải sanh ở Quy Nhơn. ừ, thì Ừ, vào đấy, năm, cô chuyển qua là con biết, cô chị chụp à, dạ cô vâng, chuyển qua là con dạ. biết. Rồi vào năm 1974 thì cô có gửi một người con tên là Võ Hồng Dung hoặc là Nguyễn Hồng Nhung, là Đúng ở rồi. nhà thờ Thánh Phaolô ở số 127 cô ha. 122. À 122, dạ 122. À, đường đường Trần Đạo á, 122 đường Trần Đạo, với tại cái cô kế như viện Thánh Phaolô là họ thường ở Quy Nhơn, ở thường kêu nhà thờ nhọn á, hoặc là nhà thờ lớn á. Dạ. Họ hay cái tên vậy, nhà thờ lớn hoặc là nhà thờ nhọn, Dạ. mà hầu hết họ kêu nhà thờ nhọn. Dạ. Rồi sau một năm, tức là đến năm 75 cô đến thì đã nghe nói rằng là đã di chuyển, đã sơ tán ra nước ngoài, những người mà Nhưng mà trước đó thì cô cũng đã đến, có thèm đến thăm nó mà nó không có biết, nó nhỏ nó không có biết, nhưng mà cô có đến thăm, cô đến thăm cho nhiều lần, chứ không phải là không phải gửi rồi một năm mới đến thăm một lần, dạ vâng, không phải vậy. dạ, Cô đến thăm cháu thời đó nó không lớn mà nó đẹp gái lắm, nó trắng lắm mà nó đẹp dạ. gái, mà nó không có cái vết gì trên mặt cả đó, Dạ, thành giờ mình không nhận dạng được. thấy thương ha. Dạ, rồi con sẽ đăng tin cho cô nha cô nha. Rồi là có tin tức gì con báo với cô hay ha. À, có gì báo cô nghiêm vị, cô rất cảm ơn cháu nha. Dạ vâng, rồi con Cảm chào ơn cô cháu nha. trước, chào cháu nha. Rồi rồi, chào cô. Chào, chào, Dạ, chào. dạ.